Bóng áo vàng tạo ra đều xuất hiện ở khu vực cánh trái theo hướng tấn công của Pitip. Cơ hội dứt điểm ngay. Vẫn quá thiếu chính xác. Đang gặp những vấn đề ở mặt dứt điểm cũng như những mảng miếng đập nhả quen thuộc mà Pitip trong trận thắng 4-1 Cao đẳng Việt Mỹ tạo ra. Khi họ vẫn chơi rất an toàn. Quá nguy hiểm trong tình huống bóng vừa rồi. Tiếp tục là dứt điểm. Hai tình huống dứt điểm liên tiếp đến từ Pitip. Ở những phút thi đấu vừa qua thì Pitip đang là những người tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Phải chăng những đường truyền dài và cả những tình huống phát động từ phần sân nhà của họ đang phát hiện những tín hiệu tích cực và với hy vọng đưa tới người hâm mộ những hình ảnh tốt nhất thì VFTV rất hân hạnh được đồng hành cùng giải bóng đá Hà Nội sinh viên Hà Nội Student Champions League 2022. Cần nhiều hơn những hỗ trợ đối với những vệ tinh xung quanh Anh Quân. Bởi số 8 vẫn đang quá đơn độc trên hàng công bên phía xây dựng dân sự. Dứt điểm từ xa. Và dứt điểm vừa rồi đến từ số 9 Văn Quyết. Và ở khoảng cách rất xa vừa rồi. Và số 9 muốn tạo ra sự khác biệt. Thủ thành bên phía trời hứng khởi hơn. Tạo ra nhiều cơ hội hơn. Rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Bóng lập bập. Rất nhanh Thủ Thành bên phía các cầu thủ xây dựng dân dụng đã chơi tập trung trong tình huống bóng vừa rồi. Tuyến này quá nguy hiểm trong tình huống dứt điểm vừa rồi mà số 15 tạo ra. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi thì Pitip đã tìm ra được những kẽ hở ở hàng phòng ngự bên phía xây dựng dân dụng. Đồng đội đang chờ rất sẵn ở cánh đối diện. Và khi đó cơ hội sẽ rõ rệt hơn đối với đội bóng áo vàng. Đây là cơ hội 1-0 cho cầu thủ xây dựng dân dụng. Một chút thoáng sơ hở và ngay lập tức các cầu thủ của đội bóng áo vàng đã trừng phạt họ. Pitip chơi quá hơn trong tình huống bóng vừa rồi. Nhưng cũng phải đáng khen. Đáng khen cho pha chạy chỗ và đáng khen cho tình huống dứt điểm mà Văn Quyết tạo ra. 1-0 cho xây dựng dân dụng. Thật sự khi có bàn thắng thì xây dựng dân dụng rất dễ đá. Và họ biết họ cần phải triển khai đường bóng ra sao. Qua người khá hay. Từ đầu trận đến bây giờ thì gần như là Xuân Hùng đang khuấy đảo hàng phòng ngự bên phía Pitip với những tình huống xuyên phá rất mạnh mẽ của mình. Xuân Hùng. Quá thiếu chủ động trong tình huống lên bóng vừa rồi của Pitip. Văn Trường. Dứt điểm ngay. Người vội trong tình huống dứt điểm vừa rồi của Phú Đức. Tình huống dứt điểm đầu tiên của cầu thủ mang áo số 28 khi mới được tung vào sân. Đang có những vấn đề mặt tâm lý hướng tới khung thành của các cầu thủ bí chính viễn thông. Thì số 8 bên phía các cầu thủ xây dựng dân dụng đã chơi quay lưng lại và làm tường để từ đó tạo ra những cơ hội đối với đồng đội của anh. Đó cũng là cách tiếp cận trận đấu và tiếp cận khung thành tốt dành cho các cầu thủ bên phía xây dựng dân dụng. Quay! Và chạm bóng quay đến từ Pitip. Và người vừa ghi bàn vừa rồi. Tình huống chạm bóng nhạy cảm của Trung Kiên. Rất bất ngờ trong tình huống bóng vừa rồi. Và không nhiều người nghĩ Trung Kiên có thể xử lý một tình huống bóng đến mượt mà như vậy. Tình huống dứt điểm từ xa, bóng lập bập. Và số 21 bên phía Pitip đã chớp thời cơ rất nhanh.
Một phần là may mắn và một phần cũng phải đáng khen. Trong tình huống dàn xếp tấn công mà Pitit tạo ra, tiếp tục và sẽ có phạt góc cho Pitit. Ở hiệp thi đấu thứ hai thì các cầu thủ bên phía đội bóng áo đỏ đang tấn công mạnh mẽ và dồn dập hơn ở bên phía. Thời gian là vẫn còn và cơ hội là vẫn còn đối với cả hai bên. Những tình huống dứt điểm từ xa vẫn đang được các cầu thủ bên phía Pitit tạo ra trước khung thành của Xây Dựng Dân Dụng. Văn Quyết hơi vội trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Quang Huy thì hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo vàng Xây Dựng Dân Dụng cũng không chơi quá tập trung, bởi họ không nghĩ rằng số 21 Trung Kiên, người gỡ hòa cho các cầu thủ bên phía Bưu Chính Viễn Thông, có thể xử lý một tình huống ngọt ngào và không cho thủ thành bên phía Xây Dựng Dân Dụng bất cứ một tình huống cản phá nào cả. Đánh đầu, pha bật cao đánh đầu, nhưng vẫn là thủ thành bên phía Xây Dựng Dân Dụng tới rất tập trung. Đang có dấu hiệu bị đau đến từ Văn Minh. Và nếu như trong những phút sắp tới, Việt Thắng đang là người đứng trước bóng, quá thiếu chính xác. Và như vậy, tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Hai hiệp thi đấu chính thức và một đều. Trước mắt chúng ta sẽ là loạt penalty đánh mạnh để tìm xem ai sẽ là người xứng đáng để có cho mình chiếc vé vào chơi trận chung kết giải bóng đá sinh viên Hà Nội, Hà Nội Student Champions League 2022. Sự căng cứng về mặt tâm lý đang hiện rõ trên khuôn mặt của Tiến Dũng. Và liệu anh có vượt qua hay không? Tiến Dũng đối đầu với Văn Minh. Và sút đầu tiên. Rất nhiều những sự chờ đợi trong tình huống đá phạt cố định, đúng là đoạn penalty đầu tiên này dành cho Pitit. Tiến Dũng, vạn sự khởi đầu nan và 1-0 cho trường Bưu Chính Viễn Thông. Rất kịch tính và căng cứng về mặt tâm lý, cuối cùng cũng được phá bỏ bởi Tiến Dũng. Người được trao niềm tin cho đội bóng áo vàng Đại học Xây Dựng Dân Dụng, đó là số 37. Quá căng, không có bất cứ một tình huống cản phá nào đến từ Ngọc Định. Một đều. Pha thực hiện penalty thành công của Văn Hoàn. Và penalty tiếp theo, và người thực hiện cho Pitit đó là Công Mạnh. Công Mạnh, tình huống phán đoán sai hướng đi bóng của Văn Minh. Hai một cho Bưu Chính Viễn Thông. Bây giờ thì cơ hội được trao lại cho Việt Thắng, số 5 bên phía các cầu thủ Đại học Xây Dựng Dân Dụng sẽ là người thực hiện đoạt penalty thứ hai. Không vào. Pha đẩy người, pha đẩy bóng tốt của Ngọc Định. Tình huống chiến thắng về mặt tâm lý và Ngọc Định đã tạo ra. Việt Thắng đã bị căng cứng về mặt tâm lý và thật sự là quá khó đối với anh. 2-1 cho Pitit. Z
rất đáng tiếc cho các cầu thủ bên phía Xây Dựng Dân Dụng. Nhưng cơ hội của họ là vẫn chưa hết. Anh Quân quá căng, thật sự là quá căng. Lần này thì Ngọc Định đã bị đánh bại. Văn Công sẽ đối đầu với Văn Minh. Văn Công vẫn là một tình huống dứt điểm quá tốt. Phải chăng là Petit đã tập rất kỹ loạt penalty? Bởi họ đủ hiểu rằng các cầu thủ bên phía Xây Dựng Dân Dụng là mạnh ra sao. Và với việc kéo đến loạt penalty thì đó được coi là thành công dành cho đội bóng áo đỏ. Vẫn là sự chính xác đến từ Quang Huy. Bây giờ thì Văn Minh sẽ đối đầu với đồng nghiệp bên kia chiến tuyến của mình, đó là Ngọc Định. Liệu Ngọc Định hay Văn Minh sẽ là người chiến thắng đây? Và như vậy, xin chúc mừng Bưu Chính Viễn Thông. Họ sẽ là người có cho mình tấm vé vào chơi trận chung kết của giải bóng đá sinh viên Hà Nội, Hà Nội Student Champions League 2022. Và đến đây, buổi truyền hình trực tiếp của chúng tôi xin được khép lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo trên sóng của VFTV.